Toàn quân bắt đầu tập trung triển khai đề án tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới giai đoạn 2020-2025, ưu tiên nguồn lực xây dựng đồng bộ hiện đại đối với các lực lượng như phòng không không quân, hải quân, thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, trinh sát kỹ thuật, cảnh sát biển, tác chiến không gian mạng, cơ yếu. Theo đó, toàn quân tập trung cho công tác bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030, xây dựng quân đội hiện đại như nghị quyết Đại hội 13 của Đảng xác định. Một mùa huấn luyện mới sẽ bắt đầu từ ngày mai mùng 1 tháng 3 và các đơn vị được xác định tiến thẳng lên hiện đại đã có công tác chuẩn bị tốt nhất để phấn đấu cho các mục tiêu quan trọng này. Song song với ban bay cán bộ đầu xuân, đội ngũ cán bộ phi công trên các dòng máy bay của quân chủng phòng không không quân, đặc biệt là tiêm kích Su-30, MK-2 đã tham gia đầy đủ các lịch học tập để bổ sung, nắm lại kiến thức. Rất nhiều nội dung thực hành đối với đội ngũ phi công như học tập trên buồng lái mô phỏng, bay trên buồng tập với tất cả các khoa mục để hồi phục kiến thức và cảm nhận không gian. Mỗi người cũng tranh thủ rèn luyện thể lực sáng, thể thao chiều để có đủ sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị là huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay. Từ mình xây dựng cho mình cái kế hoạch học tập hàng tháng, hàng quý để cho củng cố bổ sung thêm cái lượng kiến thức về các cái chuyên ngành, đặc biệt là về kỹ thuật hàng không cũng như lý thuyết bay và xử lý bất trắc, các cái khoa mục bài bay cũng như nội dung về dẫn đường phục vụ cho thực hiện tốt các cái nhiệm vụ. Còn với lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, được tổ chức từ đầu theo hướng tinh gọn mạnh, qua 10 năm thành lập, Lữ đoàn 189 đã trở thành một trong những đơn vị có chất lượng huấn luyện cao nhất toàn quân. Sau nhiều tháng học tập và nhận chuyển giao công nghệ, đến nay, trình độ, kinh nghiệm khai thác, khả năng vận hành tự chủ đối với vũ khí trang bị của thủy thủ được nâng lên. Trong công tác huấn luyện là một đơn vị đặc thù với cái thời gian huấn luyện là 12 tháng trong năm. Năm 2021, thì Lữ đoàn tiếp tục bám sát phương châm huấn luyện với các cái đột phá về công tác huấn luyện của quân chủng cũng như của lực lượng tàu ngầm, trong đó tập trung vào huấn luyện nhiều, kỷ luật nghiêm và bảo đảm kỹ thuật tốt. Với các lớp tàu hiện đại của Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân, sẵn sàng chiến đấu luôn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của toàn đơn vị. Để đảm bảo đi biển ngay khi có tình huống, đơn vị xác định 3 sẵn sàng về con người, sẵn sàng về vũ khí trang bị và lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu. Những ngày đầu năm, đặc biệt là các dịp cao điểm, đơn vị duy trì hoạt động đồng bộ của vũ khí trang bị và duy trì nghiêm hệ thống trực các cấp, không một giờ ngơi nghỉ. Khi có tình huống thì chúng tôi sẵn sàng xử lý các tình huống theo các phương án đã được luyện tập, đảm bảo trang thiết bị máy móc trên tàu luôn hoạt động và sẵn sàng rời bến khi có lệnh. Hiện đại hóa quân đội trong tình hình mới đòi hỏi phải đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, tạo cơ sở vật chất kỹ thuật quân sự tiên tiến hiện đại. Từ phần lớn trang bị phải nhập khẩu, nhiệm kỳ vừa qua ghi dấu ấn trưởng thành của ngành công nghiệp quốc phòng với việc tự chủ được một số loại vũ khí hiện đại mang thương hiệu Việt Nam. Đến nay, quân đội đủ năng lực đóng mới thành công tàu thủy, tàu tên lửa, tàu pháo và chế tạo tàu cứu hộ, tàu ngầm cỡ lớn, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã sản xuất được toàn bộ những các cái vũ khí để bảo đảm cho cái sư đoàn bộ binh đủ quân cho các cái quân binh chủng, rồi sửa chữa được các cái máy bay của các cái thế hệ Su-22, 27, 30, rồi các loại tăng, các loại pháo và đặc biệt là đóng mới được 20 loại tàu quân sự, đáp ứng được cái vũ khí trang bị kỹ thuật cho cái huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Từ chủ trương ưu tiên, đến nay quân đội ta đã được đầu tư tiến lên hiện đại để có sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.